Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, mưa rông tiếp tục có xu hướng xuất hiện trên cả ba miền của đất nước. Tại Bắc Bộ thì từ gần sáng và ngày mai, sóng lạnh ở phía Bắc sẽ tăng cường thêm xuống nước ta, kết hợp với rãnh mây rông. Vì thế thì Bắc Bộ sẽ lại có mưa rào và rông với lượng mưa phổ biến từ 30 cho đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Vùng mưa khá sẽ tập trung ở khu vực vùng núi và trung du. Do vừa có mưa, vừa có tác động của khí lạnh yếu, nên ngày mai nhiệt độ của toàn vùng sẽ không cao, hầu hết đều phổ biến từ 28 cho đến 31 độ. Quá trình mạnh lên của dải mây rông ở phía Bắc cũng khiến cho mưa rông xuất hiện chủ yếu ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra cho đến Thanh Hóa về chiều tối và đêm. Tuy nhiên thì trong ngày trời vẫn có nắng mây đan xen, vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này sẽ phổ biến từ 30 cho đến 33 độ. Phần từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, do nằm xa rãnh mây rông nên chỉ có mưa vài nơi về chiều tối, ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao từ 32 cho đến 35 độ. Mưa rông cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn trong chiều tối mai ở khu vực phía Nam. Trong đó thì Nam Bộ sẽ xuất hiện mây rông và có mưa trước, sau đó mới lan lên khu vực phía Nam của Tây Nguyên. Trong cơn rông thì có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nên người dân cần chú ý. Còn ban ngày thì thời tiết chủ đạo trên cả hai khu vực vẫn là nắng ráo. Ở Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ là từ 32 cho đến 35 độ. Còn ở Nam Bộ thì vẫn có nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt cùng mức nhiệt từ 35 cho đến 37 độ. Trên biển, dưới tác động của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai thì sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km, nguy cơ xảy ra tình trạng tố, lốc và gió giật mạnh. Còn ở ngoài khơi, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc cấp 4, khu vực giữa và Nam của Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.